Đây tại làng du lịch Mỹ Khánh, huyện Phong Điền diễn ra lễ khai trương điểm giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm ô cốp kết hợp tổ chức ngày hội đặc sản miền Tây năm 2024. Đến tham dự có ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Với chủ đề chức vị quê hương, ngày hội đặc sản miền Tây tại làng du lịch Mỹ Khánh có sự tham gia của gần 45 đơn vị doanh nghiệp với hơn 50 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc sản ô cốp của thành phố Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long. Với cái ý nghĩa là thứ nhất là chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ cũng như là huyện Phong Điền. Bên cạnh đó là chúng tôi cũng gọi là tạo một cái gọi là hỗ trợ cái sự phát triển của những cái sản vật địa phương, những cái sản phẩm mà từ vùng nông thôn và theo cái chương trình ô cốp mỗi xã một sản phẩm của chính phủ. Điểm nhấn tại lễ khai mạc sự kiện là làng du lịch Mỹ Khánh vinh dự được đón nhận quyết định chứng nhận sản phẩm ô cốp du lịch 4 sao lần đầu tiên tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là niềm tự hào của đơn vị sau hơn 25 năm hình thành và phát triển với đa dạng dịch vụ từ vui chơi giải trí cho đến nghỉ dưỡng. Cuối tuần đó, mình đi vô Mỹ Khánh thì mình cảm thấy là nó rất là không gian, nó rất là thoải mái, nó mát mẻ. Đặc biệt là nếu mà mình đi cùng với người thân, với gia đình đó, thì nó sẽ có một cái không khí nó vui tươi giống như là mình đi về một cái miền quê, rồi dân dã, nó rất là gần gũi với mình. Trong ngày đầu, ngày hội miễn phí vé vào cổng và thu hút hơn 5.000 khách đến tham quan trải nghiệm. Thật sự các sản phẩm đều rất là chất lượng. Mình xem ra mình rất là hài lòng và mình trông đợi nhiều hơn những cái chương trình sắp tới để mình tham gia tiếp. Ngày hội đặc sản miền Tây diễn ra từ nay đến ngày 1 tháng 1 năm 2024. Đây cũng là dịp để du khách có thể đến Cần Thơ trong dịp nghỉ Tết Dương lịch sắp tới để tham quan trải nghiệm khám phá làng nghề truyền thống, ẩm thực chợ quê, đua cua và nét đặc sắc văn hóa chợ nổi của vùng đồng bằng qua hoạt động tái hiện phiên chợ, chợ nổi Mỹ Khánh mà đơn vị vừa đưa vào khai thác.